Nào bây giờ mấu chốt như bài toán chúng ta đặt ra là phải đẩy ra Chí Sơn nhỉ. Vậy thì chúng ta sẽ phải sang cái bài tiếp theo là nhỉ, đọc dữ liệu từ gì? MySQL. Nhớ là Node.js nhá. Đọc dữ liệu từ MySQL trả về JSON nhỉ. Cái này mới là cái bạn quan tâm đây nhỉ. Đừng phức tạp vấn đề. Chúng ta mở cái bài này ra. Bây giờ chúng ta sửa nhá. Bây giờ thay vì console.log, ta bỏ cái này console.log này đi nhá. Bạn thêm vào đây. Chúng ta sẽ khai báo là va object bằng một cái mảng nhỉ. Chúng ta sẽ for va y bằng gì? Không, y nhỏ hơn row chấm gì? Len. Có sao không trợ giúp nhỉ? Đây làm sao không code được? Y cộng cộng. Rồi, nhất trí. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc là put dữ liệu vào, đúng nhỉ? Như vậy ta sẽ có objs, tức là object, nhiều object ấy, chấm put. Thì ta put cái gì vào? Ta sẽ sử dụng cái put cái này. Bây giờ các em để cái trường dữ liệu của nó này. Đây là gì? Trường gì? Tên thuê bao. Trường này đúng không nhá? Canon C. Ta put dữ liệu như thế này. Ta sẽ có row y nhỉ? Chấm gì? Chấm tên. Canon V luôn. Tên thuê bao. Bây giờ ta có OB S. OB gì à? S. Chấm put một cái nữa nhỉ? Ở ngoài ra cứ xài. Bây giờ thay vì tên thuê bao, ta có cái dòng thứ hai là gì đây? Số gì? Số điện thoại, đúng nhỉ? Ta sẽ mở ngoặc này ra, số điện thoại này, hai chấm cách ra row y nhỉ? Chấm gì? Canon V, số điện thoại. Rồi thứ ba, obgs chấm put, đúng không? Bây giờ ta sẽ thực hiện cái cuối cùng là gì? Địa gì? Địa chỉ row y chấm gì? Địa chỉ nhỉ. Cuối cùng, cuối cùng là ta gì? Thực hiện là console chấm chấm log này à? Không phải rồi, chúng ta phải dùng json chấm gì nhỉ? String refile. Ta sẽ sử dụng obgs. Đấy, ví dụ này đúng không? Nào bây giờ bạn chạy thử đi. Xem nó có hiển thị đúng này không? Có lẽ là nên dùng cái này trước, Ctrl X. Rồi. Nào. Bây giờ chạy thử nhá. Có đây, enter nhá. Bạn thấy ra JSON chưa? Ra chưa? Ra rồi đấy. Chuẩn luôn đấy đúng không? Đây này, JSON đây này đúng không? Cái này chính là mấu chốt, đây chính là cái API viết bằng Node.js cho phép bạn đọc gì? Bạn đọc dữ liệu từ từ Node.js ra JSON đúng không ạ? Bây giờ từ JSON bạn chuyển qua Android thông qua cái công nghệ là Asyntax này. Socket.io, Retrofit và Volley. Nhỉ? Đúng chưa? Là ok, như nhỉ? Nhưng mà như thế này mà mình chưa đọc được đâu. Muốn đọc được phải thế này. Muốn đọc được thì chúng ta làm như thế này. Như vậy là ta đã thực hiện thành công rồi đúng không? Nhưng mà như thế vẫn chưa đọc được. Vẫn chưa đọc được. Bây giờ muốn đọc được chúng ta phải viết dạng create server mới được nhá.